Hello, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với video của giá xe Kia. Em là Lợi, hiện tại đang công tác tại chi nhánh Kia Mazda Bình Triệu. Trong clip ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý anh chị một chiếc xe ở phân khúc SUV gầm cao 5 chỗ. Đó là chiếc Kia Sportage. Bên cạnh em đây là phiên bản 2.0 Premium hút khí tự nhiên. Thì trong clip này em sẽ chia nó ra làm hai phần. Phần đầu tiên em sẽ nói về giá cả, phần thứ hai thì em sẽ nói về những tính năng trên chiếc xe Kia Sportage này nha quý anh chị. Đầu tiên về giá cả, đối với chiếc xe này sau khi trừ ưu đãi, hiện tại giá của nó chỉ còn lại là 852 triệu thôi nha quý anh chị. Nếu mà quý anh chị lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh đó, nó lăn bánh ở đó tầm khoảng là 966 triệu. Đấy, về hồ sơ thủ tục trả góp đối với chiếc xe này, bên em sẽ bao đậu hồ sơ cho quý anh chị luôn nhé. Nên quý anh chị cứ yên tâm, chỉ cần chuẩn bị cho em là căn cước công dân, đăng ký kết hôn của hai vợ chồng và giấy xác nhận độc thân thôi, thì bên em sẽ hỗ trợ hết cho quý anh chị nhé. Rồi, hiện tại thì bên em đang có màu trắng giao sẵn cho quý anh chị. Màu trắng này là trắng ngọc trai nha, nó sẽ có ánh kim tuyến nhìn rất là đẹp, đặc biệt khi mình ra nắng. Nếu mà quý anh chị lăn bánh ở tỉnh thì thông thường nó sẽ rẻ hơn, nhưng tùy thuộc vào tỉnh nhé. Và nợ xấu bên em vẫn hỗ trợ làm được, nhưng tùy thuộc vào điều kiện của mỗi khách hàng. Em sẽ đi sâu vào chi tiết của chiếc xe, xem chiếc xe này nó trang bị những gì và nó có xứng đáng số tiền quý anh chị bỏ ra hay không. Đối với chiếc xe này, như quý anh chị thấy thì xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là lưới tản nhiệt thiết kế hình mũi hổ đặc trưng của dòng xe Kia. Và xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là camera 360 độ, nó sẽ có cam trước, cam sau và cam hai bên. Đấy. Rồi, phía trước còn trang bị cho quý anh chị là 4 cái cảm biến giúp người lái có thể phát hiện được vật cản khi mà mình di chuyển. Nó sẽ hỗ trợ cho quý anh chị, đặc biệt là khi mà mình tiến lùi. Đó. Rồi, cụm đèn pha của xe này, xe sẽ được thiết kế là cụm đèn pha là full LED nhé. Nó sẽ có cái dải đèn LED chạy ban ngày, được thiết kế theo dạng boomerang nhìn rất là hiện đại. Và nó sẽ có đèn xi nhan này. Đấy. Rồi, em sẽ cho quý anh chị xem về cái khoang động cơ của xe. Đó là trái tim của chiếc xe. Bố trí khoang động cơ của chiếc xe này được thiết kế nhìn rất là hài hòa, rất là đẹp mắt luôn nha quý anh chị. Với cái động cơ là 2.0 lít xài turbo tăng áp, thì công suất phát ra của cái khối động cơ này đâu đó nó rơi vào khoảng là 150 mã lực, đi đôi với hộp số tự động là 6 cấp nha quý anh chị. Rồi với khả năng sang số vận hành nó cực kỳ mạnh mẽ. Và cái động cơ này là động cơ Smart Trim, tức là nó sẽ chịu nhiệt tốt hơn, khỏe hơn và khả năng sang số vận hành nó cực kỳ êm dịu nhé. Và cái chế độ bảo hành đối với chiếc xe này, nó sẽ bảo hành cho quý anh chị là 5 năm hoặc là 150.000 cây tùy theo cái điều kiện nào tới trước. Ở một số hãng xe khác nó chỉ bảo hành cho quý anh chị là khoảng 3 năm thôi hoặc là 100.000 cây, nhưng mà riêng đối với dòng xe du lịch do Taco phân phối thì hiện tại nó đang bảo hành cho quý anh chị là 5 năm nhé. Đấy. Rồi, em sẽ cho quý anh chị xem về cái chiều dài tổng thể của chiếc xe này. Đối với chiếc xe Kia Sportage này, nó có chiều dài tổng thể đạt đến 4.660mm nhé. Mâm của nó đang sử dụng là mâm đúc hộp kim, đường kính mâm của nó là 19 inch, vỏ thì đang sử dụng là vỏ Continental của Đức. Cả bốn phanh nó thì đều sử dụng là hệ thống phanh đĩa, và nó có hệ thống chống ống cứng phanh ABS giúp người lái có thể tránh được mặt cản khi mà mình phanh gấp, đồng thời tích hợp thêm cái hệ thống phân phối luồng phanh điện tử để tăng thêm cái hiệu quả phanh. Xe sẽ có những đường gân nhập nội nó kéo dài từ đầu xe đuôi xe cho chiếc xe mình nó cứng cáp và nó thể thao hơn. Gương chiếu hậu của xe sẽ là gập điện chính điện và tích hợp đèn bảo rẽ trên xe. Và ngoài ra thì nó sẽ có cái cảnh báo điểm mù trên gương này nha quý anh chị. Xe được trang bị cho quý anh chị là cảm biến áp số lốp, cho biết được tình trạng của cái vỏ xe khi mà mình di chuyển để đảm bảo lái xe một cách là an toàn nhất. Ngoài ra thì xe cũng được trang bị sẵn cho quý anh chị là bệ bức chân để giúp cho người lái lên xuống xe một cách rất là dễ dàng nha quý anh chị. Đấy. Tay nắm cửa thì cùng màu với thân xe và có nút khóa mở cửa bằng một lần chạm. Và đây, quý anh chị xem về phần nội thất của chiếc xe. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là nội thất là màu đen nhé. Chiếc xe mình nó nhìn nó rất là huyền bí và nhìn cực kỳ là sang trọng nha quý anh chị. Đấy. Em cao trên 1m7, ngồi rất là thoải mái luôn. Đấy. Phần tắp lô này sẽ được bọc một lớp nhựa mềm nhìn rất là đẹp. Tắp mi cửa thì cũng sẽ được bọc da để cho mình dễ dàng vệ sinh nhé. Rất là ok luôn ạ.
Rồi em sẽ mời quý anh chị xuống cái hàng ghế thứ hai của chiếc xe này. Ở hàng ghế thứ hai này ấy, thì con này nó có cái độ ngã hàng ghế thứ hai rất là ok nha quý anh chị mình, và mình có thể điều chỉnh được cái độ ngã nó phù hợp với tư thế của người ngồi nhá. Đây, em ngồi rất là thoải mái luôn nha quý anh chị. Ở phía sau nó sẽ trang bị cho quý anh chị là cửa gió điều hòa để đảm bảo tốc độ làm lạnh giữa hai hàng ghế đều là như nhau hết. Và cái hàng ghế này mình có thể điều chỉnh được cái độ ngã của nó nha. Đấy, con này nó ngã gần như là 120 độ để cho người ngồi nó có cảm giác nó thoải mái. Nếu mà mình đi 4 người thì mình cũng có thể kéo cái bệ tì tay này xuống, rất ok luôn nha quý anh chị. Đấy, và xe thì có trang bị cho quý anh chị là đèn đọc sách. Với cái mức giá chỉ có 852 triệu thì chiếc xe này đã đem cho lại cho quý anh chị những cái trải nghiệm rất là thú vị luôn. Và xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là 6 túi khí nha. Đây, về hệ thống an toàn tuy là cái bản premium thôi, nó vẫn trang bị cho quý anh chị là 6 túi khí rồi. Và đây là cái khoảng không gian ngồi rất rộng rãi, rất là thoải mái. Rồi em đi cho quý anh chị xem phần đuôi của chiếc xe nha, để em nhấc chiếc xe lên trên một xíu. Đối với chiếc xe này ấy, thì với cái khối động cơ là 2.0 thì nó rất là khỏe nha quý anh chị, rất là khỏe. Đây, để cho quý anh chị xem nha. Phần đuôi của chiếc xe với cái cụm điện hậu của nó được thiết kế theo cái hình chiếc lá, nhìn rất là đẹp. Đấy, và nó là đèn led nha luôn nha quý anh chị. Đấy, nổi bật ở phía sau là một cái ốp cản mạ chrome nhìn rất là thể thao, và ở sau còn trang bị cho quý anh chị là 4 cái cảm biến lùi, tích hợp thêm camera lùi để giúp người lái lùi vào đổ xe một cách là an toàn. Ở phía trên còn được trang bị cho quý anh chị là ba ga mui và vây cắm mập. Đấy, rồi cánh hướng gió thì bên trong này nó sẽ tích hợp thêm cái gạt mưa ẩn bên trong cho cái xe mình, nó tăng thêm tính thẩm mỹ cho chiếc xe này. Đây, và cốp xe nhé, cốp này là cốp mở điện nhé, tuy là bản premium thôi nhưng mà trang bị cho quý anh chị là cốp mở điện nè. Đấy, thao tác rất là dễ dàng. Ngoài ra thì xe cũng được trang bị cho quý anh chị tấm lốp cốp chống thấm nè. Ở phía trong thì sẽ trang bị cho quý anh chị là một cái mâm xe cua, mâm này là mâm đúc hợp kim luôn, nó dùng trong với lại bốn mâm ở ngoài, có con đội tay quay đầy đủ hết. Lốp cốp chống thấm này, thảm này, giá đỡ con hành lý này, chung là con này là trang bị hầu như là đầy đủ hết những tính năng cho quý anh chị nhé. Cổng 12V. À, cái gì cũng có hết nha quý anh chị. Đấy, rồi em sẽ mời quý anh chị lên vào cái khoảng không gian ở hàng ghế đầu tiên. Ở hàng ghế đầu tiên này quý anh chị thấy thì xe này chạy trên 20 km/h thì tự động nó sẽ lắp cửa nha quý anh chị. Đấy, hai kính trước thì sẽ lên kính xuống kính bằng một lần chạm nha. Đây, và ghế tài của xe sẽ là chỉnh điện luôn nha quý anh chị, sẽ là chỉnh điện. Và màn hình của xe như quý anh chị thấy là màn hình này là màn hình LCD nhá, nó nối liền với nhau như này. Đấy, nó tạo ra một cái bề mặt nhìn rất là sang trọng luôn, nó uốn cong như này. Khi mà quý anh chị xi nhanh qua trái này, xi nhanh qua phải này, và cái màn hình này nó sẽ thể hiện được cái tốc độ của chiếc xe này luôn, rất là ok nhá. Đèn pha thì tự động bật tắt theo ánh sáng, có lại chuyển số trên vô lăng luôn. Vô lăng thì được bọc da, tích hợp những nút điều khiển âm thanh, chế độ điện thoại nghe gọi rảnh tay. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là hệ thống ga tự động, có hệ thống ga tự động luôn nha quý anh chị. Đấy, hệ thống ga tự động cruise control nhé. Và mình sẽ có cái màn hình này, nó sẽ có kết nối Apple CarPlay, Android Auto, và mình có thể kết nối mình nghe nhạc được luôn. Ngoài ra thì xe sẽ có thêm cái tính năng, đó là có một cái bản đồ để hướng dẫn cho mình đi tới cái địa chỉ mình mong muốn. Quý anh chị chỉ cần gõ vào tìm kiếm và gõ địa chỉ lên trên này thì nó sẽ hướng dẫn cho mình cái đoạn đường mình đi như thế nào luôn nha quý anh chị. Đấy, cần số thì được thiết kế theo dạng cần 7 của máy bay, nhìn rất là thể thao luôn. Và nó sẽ có cho quý anh chị là hệ thống hỗ trợ đổ đèo này, auto hold, phân tay điện tử ở bên. Đấy, và sẽ có cam 360 độ luôn nhé, cam 360 độ và ôm theo góc cánh lái này.
đây quý chị thấy nó hỗ trợ, đặc biệt là cái cam này nhìn rất là nét luôn nha, bên em có lớp bảo vệ nha quý chị thấy này, nhìn rất là nét luôn ạ. Đấy, giá đỡ nè, chỗ để ly tách nè, đấy, gương chiếu hậu chống chói này. Con này thì hầu như nó trang bị đầy đủ hết những cái tính năng mà quý anh chị cần. Đấy, để bố trí khu vực số nhìn rất là sang trọng luôn nha quý anh chị. Đây. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em. Nếu thấy video của em hay hẹn like, subscribe kênh giúp em nhé. Hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo.